Chào các bác nhá, hôm nay tôi đi bẫy chuyển hàn này. Hôm nay tôi sẽ sử dụng cái mẹt để bẫy chuyển. Hình ảnh video nó chỉ mang tính chất giới thiệu sản phẩm thôi. Chứ còn bẫy chuyển hàn thì cũng không cần thiết phải đến mức độ là phải bắt bằng được như này đâu. Nhưng mà đây là cái bẫy mà cơ sở chúng tôi thiết kế ra để bẫy được tất cả các loại, trong đấy có cả chuyển hàn. Các loại gì, đại loại như hình thức thì nó như thế này. Còn các bác mua về dùng vào mục đích gì cái đấy là tùy các bác thôi. Hình thức các bác gài lò xo lên. Đấy, cắm cọc ghim này xuống. Ok, đất đường này cứng quá, tôi phải dùng chân để dặn. Cái lưới này đường làm rất là mạnh cho nên là nó có thể mắc cỏ rác. Các bác chú ý là gỡ bỏ trước. Úp rồi. Ok. Rồi giờ tôi sẽ đặt máy quay ở đây để quay vào cái này nhé. Vâng. Con này mua được không anh? Đó, được ạ. Bá lắm. Con này chim mái.
Má nó không kêu á. Wow. Con nào ở nhà có con nào hót không? Không ạ. Muốn mua chim. Một em chim hả?